tiếp theo là đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Thì đây là phần môi cũng đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có chọn bên shop mình đầu tiên là một em bánh cheesecake như thế này, cực kỳ xịn sò luôn nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Tí mình sẽ đắm một cái lớp bubble wrap vô. Và tiếp theo thì bạn có đặt đó chính là một em bánh cheesecake nha mọi người. Dạng hộp như thế này ha. Để mình cho mọi người xem cái bên trong, em có xem này nha. Đây nha mọi người, siêu đẹp luôn ha. Bạn lấy hai mẫu cheesecake bên shop mình luôn, cực kỳ xịn luôn nè. Và tiếp theo bạn có lấy đó chính là một em bánh tổ ong chắc bơ nha mọi người. Em là em cuối cùng mới sắp mình luôn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop nha. Và đơn hàng của bạn là Vũng Tàu nha mọi người. Đây là phần bao gồm đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn mua bên shop mình hai sản phẩm. Đầu tiên là một cái bánh vòng có lỗi nha. Cái này mình có ghi rất là rõ luôn là nó sẽ bị defect như thế này nha mọi người. Nó sẽ bị nứt ở cái lớp xanh giòn nha. Mình sẽ còn giá 50.000 luôn á. Là lỗ lắm rồi nha mọi người. Nên là mọi người đừng đòi hỏi quá keo nha, tại vì nó sale lỗ rồi mọi người. Và tiếp theo thì bạn đặt nó chính là một cái bánh dứa Galaxy. Em mình là cái bánh Galaxy cuối cùng bên shop mình luôn nha. Nó có nhũ mọi người, siêu đẹp luôn nha. Cái nhũ rất là lấp lánh luôn nha mọi người. Và đơn hàng của bạn đã xong, cảm ơn bạn đã ủng hộ shop nha. Thì cái bao bì này là mọi người, bao bì này là mình hết cái loại bao bì to ấy. Thì là mình sẽ kèm cho bạn hai cái bao bì, nhưng mà mình nghĩ là cái bao bì này sẽ không vừa, nên là có gì đơn sau thì bạn đặt lại thì mình sẽ kèm cho bạn cái bao bì khác nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cái mô bản nó một sao. Đơn hàng của bạn đã bến chia nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có mua với shop mình đầu tiên là một cái hộp sữa. Hộp sữa milk nha mọi người, siêu xinh luôn. Tiếp theo thì bạn có đặt đó chính là một em hoa anh đào. Để đi. Và cuối cùng thì bạn có đặt đó chính là một em bánh khối vuông màu hồng nha mọi người. Em này siêu xinh luôn, mình có hai màu là màu cam với màu hồng nha. Chất bơ và rất là chậm tăng nha mọi người. Đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp luôn nha mọi người. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha. Đây là phần môi em đặt kèm cho đơn hàng của bạn. Thì bạn có đặt bên shop mình đó chính là một em bánh bao chấm dâu. Em là em cuối cùng bên shop mình rồi nha mọi người. Em là siêu thơm một trà đào luôn nha. Bán siêu cháy luôn. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đơn hàng của bạn ở thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho những em squishy của bạn nha. Thì đầu tiên thì bạn có chọn một miếng sách mình chính là một em chim màu vàng nha mọi người. Rất là xinh luôn. Đây là chính hãng của Hachimi nha. Cái packaging siêu xinh luôn nha mọi người. Và cuối cùng thì bạn có đặt đó chính là một em bánh khối vuông. Cái em này là mình bên shop mình vừa mới về là mọi người vô đặt rất là nhiều cái bánh này luôn á mọi người. Tại vì cái bánh này nó giá của nó rất là rẻ nữa mọi người ạ. Mà chất của nó thì dính và siêu chậm tăng luôn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop. Thì mình về cũng không có nhiều á mọi người. Đợt này mình có 10 cái này bạn có thể cho. Đơn hàng tiếp theo là đơn hàng của bạn Đồng Nai nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có chọn mua bên shop mình đó chính là một em bánh khối vuông chất bơ chính hãng của Hachimi. Em này mình cũng bán siêu siêu cháy luôn, không biết là bán lên cả trăm cái luôn mọi người. Bạn nào mà mọi người có thể xem cái lượt feedback và xem cái lượt mua bên shop mình nha, là mình đã bán gần 100 cái rồi. Tại vì bán trên Shopee này, bán trên TikTok Shop và nhiều phở bò nữa mọi người, nên là em này bán. Đơn hàng của bạn ở Đồng Tháp nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn có đặt bên shop mình đó chính là một em khối dâu màu hồng như thế này, chất bơ nha mọi người. Em này rất là mềm và siêu kích thơm, mùi kẹo ngọt luôn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Tây Ninh luôn nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn cũng chọn lựa bên shop mình đó chính là một em bánh khối vuông chất bơ. Đấy, mình là được rất là nhiều bạn thích cái bánh này luôn mọi người ơi, rất là đã luôn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Cần Thơ nha mọi người. Đây là phần bao bì tặng kèm cho đơn hàng của bạn. Thì bạn có đặt bên shop mình đó chính là một em bánh Oreo size jumbo như thế này nha mọi người. Size em mình là siêu to luôn nha mọi người. Đây, super to và nó là chất dính nha. Sticky squishy trên này nó sẽ có một cái lớp dính đó mọi người. Có lớp siêu luôn nha mọi người. Cái em bánh Oreo jumbo này mình còn có một cái thôi, nên là bạn nào thích thì tranh thủ lấy giúp mình nha. Rồi. Và em này sẽ đi kèm với một cái hộp như thế này nha. Cái hộp này mình chưa có lắp vô á. Thì có gì bạn về bạn lắp vô nha. Và đi kèm em này sẽ là một cái hộp như thế này nha mọi người. Cái hộp này thì mình chưa có lắp nha. Mong mọi bạn về bạn sẽ lắp lại giúp mình nha mọi người. Hộp rất là đẹp luôn. Hộp mới toanh luôn nha. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã ủng hộ shop mình nha.
Tiếp theo là đơn hàng của bạn là Bạc Liêu nha mọi người. Đây là phần volume đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Thì bạn ở trong Moomin Shop mình đó chính là một cây kem dâu chất bơ chính hãng của Hachimi như thế này nha mọi người. Siêu xinh luôn nha. Bạn đặt một cây màu hồng. Cái que kem này nó bóp được luôn nha mọi người. Và đơn hàng bạn đã xong, các bạn bán ở mọi shop. Tiếp theo là đơn hàng của bạn ở Cần Thơ nha mọi người. Đây là phần bao bì đặt kèm cho đơn hàng của bạn nha. Bạn có mua bên shop mình hai em Scotty khối bò nha mọi người. Đầu tiên bạn đặt một khối bò màu vàng. Đây là em màu vàng cuối cùng bên shop tôi nha mọi người. Và tiếp theo thì bạn có đặt một em khối bò màu nâu. Đó, khối sô cô la chất thì rất là đặc luôn nha mọi người, siêu mềm luôn. Và đơn hàng của bạn đã xong. Cảm ơn bạn đã mua shop mình nha. Mình sẽ gói vô luôn.